Em Nam xin chào tất cả bác đã trở lại với shop của Hoàng Nam Audio. Trong buổi ngày hôm nay là mùng 1 đầu tháng thì em Nam có nhận được một đơn hàng từ anh Thảo. Anh Thảo thì hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Úc. Đấy, sáng nay thì anh cũng đã chuyển khoản đầy đủ tiền cho em Nam về bộ mic 5200 đầu Neumann KK105 này rồi. Và trước khi đóng gói để gửi cho anh thì em Nam cũng sẽ test chất âm để gửi tới tất cả các bác cũng như là anh trên bộ mic 5200 này. Và hình ảnh chi tiết thì em Nam cũng đã quay cũng như là chụp hình gửi cho anh Thảo rồi. Và sau đây sẽ mời tất cả các bác cùng đeo tai phone để thẩm chất âm của bộ mic 5200 này trên bộ Lexo. Em Nam sẽ đánh trên combo Lexo LX-AMP4x1MK2 và EPS10 LS600. Đó, combo này thì tương đối là xinh xắn và mới tinh nguyên hộp xốp. Con bên thì là hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là mới và rất là đẹp. Đó, thì các bác sẽ cùng đeo tai phone thẩm với em Nam một ca khúc. Em Nam sẽ test một đoạn tại vì cổ họng cũng không tốt cho lắm nên là thôi test mic nên là em Nam sẽ test một ca khúc Áo Hoa trên combo này. Tất cả các bác cùng trải nghiệm với em Nam trên bộ mic 5200 của anh Thảo nhé. Xuyên theo anh lên những ngôi đền, chén vàng, chén ngọc, đắm chìm sông mơ. Mặt trời vàng và mặt em đâu, cho anh gửi về một câu thơ. Gặp nhau cái của ban đầu, áo xanh áo xanh mà em mặc một màu thiên tha. Dáng em đẹp tựa trong trai, tình trong đôi mặt na mà tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao. Bữa sau em mặc áo vàng, áo em áo em mà đưa sổ một bông cung vàng. Dịu dàng làn điệu dân mà nghe ai hát á, mà nghe ai hát duyên thề của lứa đôi. Anh về hai nụ hoa xinh
còn nắng nhiều thế. Yêu em yêu cả bốn bề áo hoa. Hôm nay em mặc áo hường, vẫn đã em đó thiên đường mà anh ngã mê. Mong rằng có chút đợi chờ trong đôi mắt đó, mà trong đôi mắt đó còn mơ những gì. Hiện tại thì các bác đang lắng nghe một ca khúc Áo Hoa, em đang test trên bộ mic KM5002 đầu Newman KK105 để gửi cho anh Thảo. Anh Thảo thì hiện tại đang sinh sống tại Úc nha con nhé. Anh về hai lụa si bờ, còn nắng nhiều thế. Yêu em yêu cả bốn bề áo hoa. Hôm nay em mặc áo thường, vẫn là em đó thiên đường mà anh ngã mơ. Mong rằng có chút đợi chờ trong đôi mắt đó, mà trong đôi mắt đó còn mơ nhớ gì. Rồi đó là một ca khúc Áo Hoa em đang muốn gửi tới toàn thể tất cả bác cũng như là anh Thảo trên hệ thống mic SKM5002 đầu Newman KK105 để đóng gói cho gửi cho anh nhé. Xin chân thành cảm ơn toàn thể bác cũng như là anh Thảo đã tin tưởng ủng hộ cho Hoàng Nam Audio. Bây giờ đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh để em Nam tiếp tục mang những sản phẩm chất lượng về phục vụ cho toàn thể bác trong thời gian sắp tới nhé. Bây giờ một lần nữa xin chào hẹn gặp lại toàn thể bác ạ.